Thưa quý vị, thương hiệu không còn là đơn thuần là dấu hiệu để nhận biết và phân biệt sản phẩm của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác, mà cao hơn nhiều là tài sản rất có giá, là uy tín của doanh nghiệp và thể hiện niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm của doanh nghiệp. Hiện xây dựng một thương hiệu đã và đang được các doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng. Phóng sự sau sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề trên. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cùng với sự thay đổi nhận diện thương hiệu và slogan mới, để có điểm nhấn và dễ dàng nhận biết, doanh nghiệp này chia sẻ, quá trình xây dựng và giữ gìn thương hiệu của mình không chỉ bằng hình ảnh mà còn bằng chất lượng sản phẩm và uy tín với khách hàng. Và chúng tôi tập trung vào 3 cái yếu tố nền tảng để làm cho cái doanh nghiệp Xuân Hòa phát triển, cái thương hiệu Xuân Hòa phát triển. Là yếu tố thứ nhất là yếu tố chúng tôi tập trung đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ tiên tiến hiện đại. Yếu tố thứ hai là chúng tôi đầu tư vào vấn đề quản trị con người, thuê những chuyên gia giỏi của Nhật về để hướng dẫn đào tạo cán bộ nhân viên, làm sao để mà tạo ra cái quy trình sản xuất nó năng suất, chất lượng và hiệu quả. Và yếu tố thứ ba là chúng tôi tập trung đổi mới về hệ thống bán hàng và marketing. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp của Việt Nam đã chú trọng hơn trong việc xây dựng thương hiệu, bởi thương hiệu uy tín góp phần duy trì và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, nâng cao văn minh thương mại và chống cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp.